Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, trong khi miền Bắc đang bước vào đợt mưa dông khiến cho thời tiết dịu hơn sau những ngày nắng nóng, thì tại các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, thời tiết vẫn đang nắng nóng kết hợp với chiều cường khiến cho tình trạng xâm nhập mặn tăng cao. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình trạng này sẽ kéo dài từ nay đến ngày 27 tháng 4. Người dân cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi chiều thấp. Theo dự báo, trong vòng 4 ngày tới, đồng bằng sông Cửu Long sẽ chịu tác động của một đợt xâm nhập mặn. Dự báo xâm nhập mặn gia tăng từ nay đến giữa tuần, từ 25 đến 27 tháng 4, sau đó sẽ giảm dần. Độ mặn cao nhất tại các trạm phổ biến ở mức cao hơn độ mặn cao nhất tháng 4 năm ngoái. Dự báo xâm nhập mặn, ranh mặn 4 gam trên lít trên cửa sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây vào sâu 70 đến 90 km, sông Cửa Tiểu, Cửa Đại từ 50 đến 57 km, sông Hàm Luông từ 50 đến 60 km, sông Cổ Chiên từ 40 đến 50 km, sông Hậu từ 40 đến 47 km, sông Cái Lớn khoảng 40 đến 45 km. Theo Cục Thủy lợi, hiện tại xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đã ảnh hưởng đến việc lấy nước của các công trình thủy lợi từ 45 đến 55 km vào các ngày chiều cường. Các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi chiều thấp phục vụ nông nghiệp và dân sinh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Cố vấn Viện Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ cho rằng, trong tình cảnh biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt, dự án xây dựng kênh đào nối sông Mekong với biển ở Campuchia mang tên Phù Nam, Teco, khi đi vào hoạt động có thể rút mất khoảng 30% lưu lượng nước về sông Tiền, sông Hậu, tác động nghiêm trọng đến tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn đang ngày càng tăng ở đồng bằng sông Cửu Long. Dự án này sẽ ảnh hưởng xấu tới đề án 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp chúng ta mới phát động, mà nguyên nhân chính là do thiếu nước. Mặc dù dự án mới chỉ là thông báo, nhưng kênh đào sử dụng trực tiếp nguồn nước của sông Ba Sắc, nối với sông Hậu tại Việt Nam, cũng là phân lưu chính của sông Mekong, nên sẽ gây ra nhiều mối quan ngại của các bộ ngành địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học về tác động xuyên biên giới của dự án này. Nắng nóng đang không chỉ xuất hiện ở trong nước mà nhiều nước trên thế giới cũng đang phải vật lộn với hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này. Tại Philippines đã ghi nhận các ca tử vong do nắng nóng kỷ lục. Theo các chuyên gia thời tiết thì tình trạng này được cho là có liên quan đến hiện tượng El Nino. Giới chức nước này đã buộc hàng ngàn trường để học sinh học tại nhà từ tuần trước. Ngày 23 tháng 4, nắng nóng ở mức nguy hiểm từ 42 độ C đến 46 độ C trải dài ở 25 khu vực của Philippines. Hàng ngàn lớp học các cấp trên khắp Philippines tiếp tục đóng cửa, chuyển sang hình thức học trực tuyến để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và giáo viên. Theo thông báo của Bộ Y tế Philippines, từ đầu năm nay đã ghi nhận ít nhất 34 ca bệnh do nhiệt, trong đó có 6 trường hợp tử vong. Pagasa và Bộ Y tế Philippines khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, uống đủ nước và mặc quần áo thoáng mát tránh nóng, sử dụng kem chống nắng, ô mũ khi ra ngoài. Năm nay, các đợt nắng nóng ở Philippines trở nên khắc nghiệt hơn vì hiện tượng thời tiết El Nino. Bộ Nông nghiệp Philippines cuối tuần qua thông báo hạn hán, nắng nóng ở nước này đến nay đã gây thiệt hại lên tới hơn 3,9 tỷ peso, tương đương hơn 67 triệu đô la Mỹ đối với cây trồng và vật nuôi, ảnh hưởng sinh kế của hơn 73.000 nông dân và ngư dân. Báo Manila Times đưa tin, nhiệt độ cao nhất ở Philippines trong những ngày cuối tháng 4 có thể dao động từ 42 đến 44 độ C. Trong khi đó, báo Tiger cho biết nhiệt độ cao nhất tại Thái Lan dao động từ 38 đến 41 độ C tùy theo khu vực. Không chỉ Philippines, khoảng 243 triệu trẻ em khu vực châu Á và Thái Bình Dương có thể phải hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài và ngày càng nghiêm trọng trong những tháng tới. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, kể từ khi hiện tượng El Nino bắt đầu, cơ quan thời tiết Philippines dự báo nhiệt độ ở mức nguy hiểm lên tới 44 độ C. Trước tình trạng nắng nóng tương tự, tại Thái Lan, lượng điện tiêu thụ đã 8 lần phá kỷ lục chỉ trong 2 tháng. Vào tối ngày 22 tháng 4, nước này ghi nhận nhu cầu điện tăng lên mức cao mới với 35.830 MW, khi nhiệt độ cao nhất trong ngày là 42 độ C. Tiếp theo chương trình sẽ là phần tin dự báo thời tiết của các khu vực đêm nay và sáng mai 25 tháng 4. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 24 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 21 đến 37 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 37 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước. Bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo.